Và trước mặt của anh chị em đây đó chính là bảng trả thưởng kết quả của ngày hôm nay Một ngày rất là thành công của anh chị em chúng ta rồi phải không ạ Và đây là những các con số mà tôi đã chốt để đưa anh chị em chúng ta về bờ ở trên được cầu kín Zalo Đầu tiên đó chính là có lô tô 19 Thì ngày hôm nay chúng ta đã có chiến thắng hai nháy lô tô Nháy đầu tiên nằm ở giải 3.3 Nháy thứ hai nằm ở giải 7.4 Xin chúc mừng với tất cả anh chị em Và tiếp theo tôi có chốt cho anh chị em chơi đó chính là có lô tô xiên 19, 91 và 66 Thì 19 anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây rồi và 91 thì anh đồng đã giả về cho chúng ta đó chính là ở giải 4.2 còn 66 thì anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây đó chính là ở giải đặc biệt rồi phải không ạ à? xin chúc mừng với tất cả anh chị em như vậy chúng ta đã có chiến thắng lô tô xiên 3 và tiếp theo đó chính là ở được cầu đề đặc biệt thì tôi có chốt cho anh chị em chơi đó chính là cầu đề đặc biệt 66 thì với giải đặc biệt của ngày mùng 5 tháng 4 anh đồng đã giả về cho chúng ta làm số đó chính là 72666 xin chúc mừng mừng với tất cả các em như vậy chúng ta đã có chiến thắng đó chính là con đề đặc biệt 66 ở trên đường cầu kín Zalo ở đây bạn Bình Tuyết có bảo với tôi rằng vâng em cảm ơn anh 66 có phải lót thêm con gì không anh và tôi có bảo với bạn không nhé chơi nguyên 66 và Nô 19 thôi phải không ạ à? Và cũng như là ở trên đường cầu kính Zalo Thì ở trên đường cầu Telegram Thì ngày hôm nay cũng rất là nhiều anh chị em Chúng ta đã có chiến thắng ở đây rồi Bạn Đức Anh khi mà tôi có chốt cho bạn xong Bạn có bảo với tôi rằng kép bằng em cũng thích Tại hơn tuần rồi chưa ra kép bằng anh ạ à. Tôi có bảo với bạn hôm nay vào gấp đôi hôm qua đi Bạn có bảo lại với tôi rằng Vâng anh bảo vậy thì em vào tất tay luôn Có ổn không anh Tôi có bảo với bạn đó chính là số chuẩn anh chị em Chúng ta chủ động chơi lớn luôn nhé Xin chúc mừng với tất cả ái chị em chúng ta phải không ạ ngày hôm nay là một ngày rất là thành công của chúng ta rồi và tiếp theo đó chính là ở trên đường cầu video thì ngày hôm nay chúng ta đã có chiến thắng đó chính là con lô tô kép 66 và 33 đầu tiên anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây đó chính là con lô tô kép 33 nằm ở giải 5.3 tiếp theo đó chính là con lô tô kép 66 nằm ở giải đặc biệt xin chúc mừng với tất cả anh chị em và ở cái đường cầu xuyên quê 4 thì chúng ta đã chiến thắng 2 66 và 33 chiến thắng 2 thì chúng ta vẫn có lời và vẫn có lãi rồi phải không ạ? và để trước khi đi vào phân tích thì anh chị em chúng ta cùng nhau đi vào với cả kênh của tôi đó chính là kênh Minh Phúc 89 anh chị em nào chưa đăng ký kênh thì bấm vào nút đăng ký kênh còn đã đăng ký kênh rồi thì bấm vào quả chuông và chọn vào dòng tất cả để đảm bảo quyền lợi của anh chị em đang xem và những người đang đăng ký kênh ở đây còn ai muốn được chơi số lộ số từ hội đồng báo về bao ăn bao lỗ hoàn toàn thì liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0979094894 và tôi xin thông báo luôn là ngày mai tôi đã có một cái con bạch thủ lô tỷ lệ lỗ hai nháy rất rất là cao để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai và bây giờ thì tôi sẽ đi vào phân tích ở trên được cầu video này với được cầu đầu tiên đó chính là được cầu bạch thủ lô thì tôi sẽ lấy từ ngày mùng 3 tháng 4 năm 2024 để cho anh chị em chúng ta cùng nhau kiểm chứng à, được cầu đầu tiên đó chính là được cầu màu xanh tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng trăm nằm ở giải nhất chúng ta được đó chính là con số 5 tiếp theo tôi sẽ lấy đến con số hàng chục nghìn nằm ở giải 2.1 chúng ta được đó chính là con số 4 cuối cùng tôi sẽ lấy đến đó chính là là con số hàng đơn vị nằm ở à giải 2.2 chúng ta được đó chính là con số 1 và bây giờ thì tôi sẽ đi liên kết lại với nhau để tạo ra được cái đường cầu đó chính là đường cầu màu xanh phải không ạ đường cầu đầu tiên tôi có đánh dấu ở đây đó chính là đường cầu số 1 tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi vào với cả đường cầu thứ hai đường cầu màu hồng ở à, đường cầu màu hồng thì tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng trăm nằm ở à giải 3.2 chúng ta được đó chính là con số 3 tiếp theo tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng chục nằm ở à giải 4.1 chúng ta được đó chính là con số 7. Cuối cùng tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng chục nằm ở giải 4.4 chúng ta được đó chính là con số 1. Và bây giờ thì tôi sẽ đi liên kết lại với nhau để tạo ra được cái đường cầu đó chính là đường cầu màu đỏ phải không ạ? Đường cầu số 2. Và cả hai đường cầu này của chúng ta đã được hình thành ở đây rồi. Thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi tìm đó chính là con bạch thủ lô để chơi cho cái ngày đó chính là ngày mùng 4 tháng 4 năm 2024. Đầu tiên tôi sẽ đi cộng tổng của đường cầu số 1, được cầu màu xanh Tôi có 5 cộng 4 cộng với 1 bằng 10 Tôi sẽ lấy con số bằng đơn vị Đó chính là con số 0 Tiếp theo tôi đi cộng tàu của được cầu số 2 Được cầu mố đỏ Tôi có 3 cộng 7 cộng với 1 bằng 11 Tôi sẽ lấy con số bằng đơn vị Đó chính là con số 1 Như vậy là bạch thủ lô 01 để chơi cho ngày mùng 4 tháng 4 Trước mặt của anh chị em đây đó chính là bảng trả thưởng kết quả của ngày mùng 4 tháng 4 Về con lô ô tô 01 anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây Đó chính là ở giải 7.1 Xin chúc mừng với tất cả anh chị em Và để đi kiểm chứng ngày tiếp theo đó chính là ngày mùng 5 tháng 4 năm 2024 thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi cộng tổng quái được cầu số 1 được cầu màu xanh. Tôi có 0 cộng 4 cộng với 0 thì bằng 4 phải không ạ? À. Tiếp theo tôi có 2 cộng 0 cộng với 7 thì bằng 9. Như vậy là bạch thủ lô 49 để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mùng 5 tháng 4. Trước mặt của anh chị em đây đó chính là bảng trả thưởng kết quả của ngày mùng 5 tháng 4. Về con lô tô 49 anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây. Đó chính là ở giải 7.3. Xin chúc mừng với tất cả anh chị em. Và để chơi cho ngày tiếp theo đó chính là ngày mai, ngày mùng 6 tháng 4 năm 2024 thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi chơi đó chính là con bạch thủ lô. Ở đây tôi có 9 cộng với 5 cộng với 7 thì bằng 21, tôi sẽ lấy con số hơn đơn vị đó chính là con số 1. Tiếp theo tôi có 7 cộng 7 cộng với 6 thì bằng 20, tôi sẽ lấy con số hơn đơn vị đó chính là con số 0. Như vậy là bạch thủ lô 10 để chơi cho ngày mai. Thì với con song thủ lô thì ngày mai anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi. Đó chính là con lô tô 65 và con lô tô 56 anh chị em nhá. và bây giờ thì tôi sẽ đi vào phân tích đó chính là ở được cầu lô tô rơi và đường cầu lô tô kép mà ngày hôm nay chúng ta đã rất là thành công ở trên đường cầu lô tô kép rồi phải không ạ khi mà chúng ta đã chiến thắng hai con lô tô kép 66 và 33 đặc biệt là ba đặc biệt là 66 thì anh đồng đã giả về cho chúng ta thẳng giải đặc biệt thì ngày mai anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi ở đây đó chính là con lô tô rơi 07 Lô tô rơi 07 thì ở đường cầu gần đây nhất Anh Đồng đã giả về cho chúng ta 3 ngày liên tiếp rồi Thì ngày mai anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi Tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi thêm một con lô tô rơi nữa Con lô tô rơi nữa mà tôi muốn anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi ở ngày mai Mà an toàn nhất thì chúng ta sẽ nên chơi cho tôi Đó chính là cái con lô tô rơi 92 Con lô tô rơi 92 thì ở đường cầu gần đây nhất Anh Đồng đã giả về cho chúng ta hai ngày tổng là ba nháy lô tô Tiếp theo đó chính là ở đường cầu lô tô kép và được cầu lô tô kép thì ngày mai anh chị em chúng ta sẽ lên vào cho tôi đó chính là cái con lô tô kép 50 năm con lô tô kép 50 năm đang có biên độ đó chính là ba ngày chưa ra ngày mai là ngày thứ 4 thì chúng ta sẽ vào chơi cho tôi và tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi thêm một con lô tô kép nữa đó chính là con lô tô kép 22 con lô tô kép 22 đang có biên độ đó chính là hai ngày chưa ra và được cầu xuyên quay thì chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là con lô tô 07 92 55 và 2 12 Như vậy là tất cả những các đường cầu về lô Thì tôi đều đã đưa ra phân tích cũng là nhận định Để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai Anh chị em nào chung cầu kết số chúng ta cùng nhau chơi Không trung cầu không kết số chúng ta lên dừng lại ở mức độ tham khảo Ở à, trên đường cầu video tôi đưa ra tỷ lệ chiến thắng chỉ đạt từ 70 cho đến 85% mà thôi Anh chị em chúng ta chơi vui văn nghệ thu nước thì được Để tránh cái tình trạng anh chị em chúng ta mất tiền mất lực mà lại thêm bực vào người Thì cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0979 tôi sẽ giúp đỡ anh chị em chúng ta có những các con số lộ từ hội đồng báo về để cho anh chị em chúng ta chơi an toàn hơn và tiếp theo thì tôi sẽ đi vào phân tích đó chính là ở được cầu gian đề à, được cầu gian đề đầu tiên thì tôi sẽ lấy từ ngày đó chính là ngày 15 tháng 2 cho đến cái ngày đó chính là ngày mùng 7 tháng 3 năm 2024 và tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng đơn vị của giải đặc biệt và bóng của nó phải không ạ Như vậy là được cầu đầu tiên được cầu màu đỏ này của chúng ta đã được hình thành ở đây rồi thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi vào với cả được cầu thứ hai được cầu màu xanh à, được cầu màu xanh thì tôi sẽ lấy từ ngày mùng 5 tháng 3 cho đến cái ngày 26 tháng 3. Ở đây thì tôi sẽ lấy đến đó chính là ba con số làm ở giải đặc biệt, gồm con số hàng chục nghìn, con số hàng nghìn và con số hàng trăm. Như vậy là cả hai được cầu này của chúng ta đã được hình thành ở đây rồi. Thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi kiểm chứng ở cái ngày đó chính là ngày 16 tháng 3 cho đến cái ngày đó chính là ngày mùng 6 tháng 4 năm 2024 anh chị em nhá. Đầu tiên đó chính là ngày 16 tháng 3 thì tôi sẽ lấy từ ngày đó chính là cái ngày 15 tháng 2 để đi ghép với cả ngày mùng 5 tháng 3 thì chúng ta sẽ có những các con số để chơi như sau. Đầu tiên chúng ta có 17, 1771, 11 và 66. Tiếp theo chúng ta có bóng của số 1 đó chính là con số 6, chúng ta có 6886, 6776 và chúng ta có 6116 anh chị em nhá. Như vậy là ở cái được cầu dàn đề này tôi đã đưa ra phân tích cũng như nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày 16 tháng 3. Ngày 16 tháng 3 thì với giải đặc biệt anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây đó chính là con đề 67 xin chúc mừng với tất cả chị em và để đi kiểm chứng ngày tiếp theo đó chính là ngày 23 tháng 3 tôi sẽ lấy từ ngày đó chính là ngày 22 tháng 2 để đi gấp với cả ngày đó chính là ngày 12 tháng 3 thì chúng ta sẽ có những các con đề để chơi như sau đầu tiên ở đây thì tôi có đó chính là con 80 phải không ạ? Và con 08. Tiếp theo chúng ta có đó chính là 8558 và 8228. Ở đây thì chúng ta có đó chính là con 3003, 3553 và 3223. Như vậy là ở cái được cầu dàn deadline tôi đã đưa ra phân tích cũng nhà nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày 23 tháng 3. À, ngày 23 tháng 3 với giải đặc biệt anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây. Đó chính là con đề 82. Xin chúc mừng với tất cả anh chị em. Như vậy chúng ta đã có chiến thắng hai ngày liên tiếp rồi. Và để đi kiểm chứng ngày tiếp theo đó chính là ngày 30 30 tháng 3 Tôi sẽ lấy từ ngày đó chính là ngày 29 tháng 2 Để đi ghép với cả ngày 19 tháng 3 Thì chúng ta sẽ có những các con đề để chơi như sau Đầu tiên chúng ta có đó chính là con đề 8118 8558 và 8668 phải không ạ? Tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi ở đây đó chính là con đề 3113, 3553 và 3663. Như vậy là ở à, cái được cầu dàn đề này tôi đã đưa ra phân tích cũng như nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày 30 tháng 3. À, ngày 30 tháng 3 thì với giải đặc biệt anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây đó chính là con đề 35 xin chúc mừng với tất cả anh chị em và để đi kiểm chứng ngày tiếp theo đó chính là ngày mai ngày mùng 6 tháng 4 năm 2024 tôi sẽ lấy từ ngày mùng 7 tháng 3 để đi ghép với cả ngày 26 tháng 3 thì chúng ta sẽ có những các con đề để chơi như sau đầu tiên chúng ta có đó chính là 7557 7997 và 7667 tiếp theo chúng ta có đó chính là 2552 2992 và 2662 phải không ạ như vậy là ở cái được cầu dàn đèn này tôi đã đưa ra phân tích của nhà nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai anh chị em nào trụ cầu kết số thì chúng ta cùng nhau chơi không trụ cầu không kết số chúng ta lên dừng lại ở mức độ tham khảo còn ai ai muốn được chơi to chơi lớn thì cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0979094894 để có được những các con số an toàn nhất chơi trong ngày mai anh chị em nhé.